Một sát thủ toàn diện cần hội tụ đủ những yếu tố nào? Thiện xạ bách phát bách trúng, ẩn thân chi thuật hay ứng biến nhanh nhạy? Câu trả lời là tất cả những yếu tố trên. Tuy nhiên, điều khiến cho một sát thủ trở nên đặc biệt ấn tượng trên màn ảnh phải nằm ở những năng lực có 102 của họ. Vậy thì ngày hôm nay, Way to Way Movie sẽ mang tới cho các bạn top 8 những sát thủ sở hữu khả năng hành nghề bá đạo nhất. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ với những pha xử lý đỉnh cao của họ. Cảnh báo video này sẽ rất mãn nhãn và dị biệt, còn chần chừ gì nữa? Let's go! Ra mắt từ năm 2008, nhưng những thước phim hành động ảo tung chảo của Wanted vẫn lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Tại sao lại nói là ảo tung chảo? Bởi lẽ nhân vật chính trong bộ phim, sát thủ Wesley Gibson đã sở hữu kỹ năng bắn súng với đường đạn cong đầy mê hoặc, tựa như một đường parabol. Điều mà tới nay, rất nhiều fan hâm mộ và các nhà nghiên cứu khoa học đã kiểm chứng và hoàn toàn thất bại. Theo đó, Wanted xoay quanh câu chuyện về anh chàng văn phòng Gibson. Vốn là một thanh niên hướng nội bị chèn ép tại chốn công sở, Wesley Gibson đã phải dùng thuốc an thần để kìm nén cơn nóng giận mỗi ngày. Cuộc sống nhàm chán và đầy uất ức của Gibson cứ lặp đi lặp lại như thế. Cho tới một ngày, tổ chức sát thủ Fraternity đã tìm tới anh và tiết lộ cho Gibson một sự thật. Cha anh là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng đã bị một tên săn người khác tiêu diệt. Vì vậy, Gibson đã rời khỏi vòng lặp cuộc sống thường nhật để dấn thân vào con đường rèn luyện thành sát thủ, từ đó báo thù cho cha anh. Khóa huấn luyện ngắn hạn của Gibson có thể được miêu tả bằng hai từ, đó là máu và nước mắt. Khi hết bị bán hành trong lúc tập luyện cận chiến thì rèn luyện tốc độ và sức bền với cường độ cao. Song, Fraternity có một chiêu thức đặc trưng mà Gibson cần phải thành thục, đó chính là bắn súng với đường đạn vòng cung. Điều này cho phép sát thủ có thể đưa đạn vòng qua chướng ngại vật để găm thẳng vào mục tiêu. Ban đầu, Gibson cho rằng đây là một điều không thể. Nó đi ngược lại với vật lý và hoàn toàn là một trò bịp của hội sát thủ. Tuy nhiên, với việc phải thực hành tới lui một chiêu thức kết hợp với màn thách thức của nàng sát thủ Fox đầy nóng bỏng, Gibson cuối cùng cũng đã làm chủ được kỹ năng thiện xạ này. Từ đó, anh đã thường xuyên sử dụng chiêu thức có 102 này để hạ gục liên tiếp các mục tiêu được Fraternity yêu cầu. Đặc biệt, trong màn đối đầu trực tiếp với Cross, người được cho là đã giết cha của Gibson, chàng sát thủ newbie đã có màn xử lý đường đạn chính xác nhắm vào đối thủ. Tuy nhiên, Cross vốn là một sát thủ cộm cán của Fraternity, nên ông ta cũng có cho mình một đường đạn vòng cung hoàn hảo, khiến cho cả hai viên đạn va vào nhau đến vỡ tung. Để tìm hiểu rõ hơn về chặng hành trình khám phá năng lực của sát thủ Gibson, các bạn hãy thưởng thức trọn vẹn Wanted 2008 nhé! Dàn cast danh giá với những cái tên như James McAvoy, Angelina Jolie và Morgan Freeman chắc chắn sẽ khiến bạn phải hài lòng. Nếu như các bạn đã quá ngán ngẩm với những thước phim hành động cháy nổ, sử dụng vũ khí tân tiến, vậy thì Way to Wear sẽ giới thiệu cho các bạn một nhân vật sát thủ có khả năng làm chủ vũ khí cổ cực đỉnh. Không ai khác, chính là Callum Lynch trong bộ phim Assassin's Creed. Với xuất phát điểm là một bộ phim được chuyển thể từ game cùng tên, Assassin's Creed sở hữu cho mình một cốt truyện khá phức tạp. Nhân vật chính Callum Lynch là một tên tội phạm khét tiếng. Sau một phi vụ thất bại nghiêm trọng, anh đã trở thành một tử tù. Tuy nhiên, Lynch bất ngờ được giải cứu bởi tổ chức Abstergo và họ cho biết anh là hậu duệ cuối cùng của Aguila de Neha, người từng sống cách đây 500 năm trước tại Tây Ban Nha và là một sát thủ bậc thầy. Từ đây, tổ chức bí ẩn đã ép buộc gã tử tù tham gia vào dự án Animus, một dạng của du hành thời gian, giúp cho Lynch có được ký ức của tổ tiên là sát thủ Aguila de Neha và từ đó tìm ra trái táo vườn địa đàng, thần vật mà tổ chức Abstergo nhất định phải nắm giữ để tiêu diệt thế lực thù địch của họ. Không còn cách nào khác, Lynch đã sử dụng Animus để quay trở về thế kỷ 15 với những ký ức của tổ tiên cùng khả năng chiến đấu như một sát thủ thực thụ. Có thể nói, sự xuất sắc của Lynch vốn đã nằm trong huyết thống. Tuy nhiên, khả năng làm chủ vũ khí cổ như dao kiếm và cung tên của Lynch mới thực sự là điểm sáng của nhân vật này. Vũ khí được Lynch sử dụng nhiều nhất có lẽ là Hidden Blade, lưỡi dao linh hoạt có thể chia thành nhiều phần và nâng cao khả năng tấn công bất ngờ của sát thủ. Đồng thời, với kỹ năng sử dụng nỏ và cung điệu nghệ, Callum Lynch cũng đã hạ gục được những đối thủ sừng sỏ ngay cả khi đứng xa hàng trăm mét. Bên cạnh đó, một lợi thế không thể không nhắc tới của gã sát thủ cổ xưa này chính là khả năng parkour. Trong trận chiến đầu tiên khi quay ngược về quá khứ, Lynch đã mai phục đối thủ từ trên cao và đáp thẳng xuống vị trí của quân địch khiến chúng không kịp trở tay. Callum Lynch là một nhân vật rất độc đáo, một sát thủ từ tương lai trở về quá khứ nhưng lại không lạm dụng công nghệ mà vẫn giữ nguyên bản sắc cổ xưa với khả năng chiến đấu ngoạn mục. Xuất hiện trong phần 1 của tác phẩm Kingsman, nữ sát thủ Gazelle là trợ thủ đắc lực của phản diện Richmond Valentine. Năng lực của Gazelle xuất sắc tới mức cô đã bán hành cho không chỉ một mà tới hai đặc vụ Kingsman lừng danh, bao gồm đặc vụ Lancelot và nhân vật chính của chúng ta, anh chàng Exe.
Nhưng nếu chỉ đánh đấm không thôi thì chắc chắn Gazelle đã không lọt vào bảng xếp hạng ngày hôm nay. Sở dĩ, điều khiến cho năng lực của Gazelle vượt trội hơn tất thảy là vì cô sở hữu đôi chân được làm hoàn toàn bằng kiếm sắc nhọn với cặp giò kim loại. Gazelle đã nhanh chóng xẻ đôi người đặc vụ Lancelot ngay từ giây phút bắt đầu bộ phim. Và trong trận đối kháng nảy lửa ở cuối phần 1, Gazelle đã thực sự khiến điệp viên Exe phải khốn khổ. Cơ thể của Gazelle được ví như một cỗ máy khi cô có thể sát hại đối phương chỉ trong một cước. Chiếc chân giả mang lại sức mạnh siêu phàm, cùng với đó là một cơ thể dẻo dai, cho phép Gazelle thực hiện các thế tấn công vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ khi lợi dụng được lúc Gazelle sơ suất, mất kiên nhẫn, Exe mới có thể dùng lưỡi dao tầm độc mà cứa vào cánh tay của cô, từ đó thành công triệt hạ nàng sát thủ rất xứng tầm này. Bên cạnh đôi chân kiếm, Gazelle còn được ưu ái biết đến với cái tên nữ sát thủ chiêu nhất màn ảnh. Vì xuyên suốt chặng hành trình thực hiện kế hoạch tiêu diệt loài người của ông chủ Valentine, Gazelle chưa từng có biểu hiện nóng nảy. Cô nàng luôn bình tĩnh, lịch sự và có phong thái như một quý cô. Sự xuất hiện của nhân vật nữ sát thủ này là sự cân bằng cho nét tính cách, hấp tấp và cái mỏ hỗn của ông trùm Richmond Valentine. Công chiếu vào năm 1994, ở thời điểm mà các tác phẩm như Pulp Fiction hay Shawshank Redemption đang làm mưa làm gió ở thị trường điện ảnh. Nhưng, bộ phim Leon the Professional vẫn có một chỗ đứng vững chãi trong lòng các fan của thể loại hành động. Bởi lẽ, các thước phim của Leon the Professional rất kỳ lạ, vừa bình yên, ấm áp, vừa đẫm máu và đầy bi thương. Với cốt truyện xoay quanh mối quan hệ của hai mảnh ghép trái ngược là sát thủ chuyên nghiệp Leon và cô bé mồ côi Matilda, người bất đắc dĩ được Leon nhận nuôi, hay đúng hơn là nhận cô làm đệ tử sau khi cả gia đình cô bé đã bị sát hại dã man. Ở tác phẩm huyền thoại này, hiếm khi ta được chứng kiến những khung cảnh cháy nổ hoành tráng hay những màn một chọi tỷ người đầy phóng đại. Leon the Professional dẫn dắt khán giả vào thế giới nội tâm của gã sát thủ cô độc, luôn luôn có cho mình những nguyên tắc nghiêm ngặt trong công việc. Qua đó, ta sẽ được chứng kiến cách mà một sát thủ chuyên nghiệp hành nghề chân thực ra sao. Khi đối với Leon, ông thường xuyên sử dụng kỹ năng ẩn nấp của mình để triệt hạ mục tiêu kín kẽ, tuyệt đối không đao to búa lớn khi không cần thiết. Ngay từ phân cảnh mở đầu bộ phim, khán giả đã dễ dàng nhận thấy khả năng ẩn thân chi thuật của Leon đỉnh chóp tới mức nào. Ông có thể lẩn khuất khỏi tầm mắt của đối thủ, bước đi không một tiếng động mà dứt khoát kề dao lên cổ đối phương trong khi hắn còn chưa ý thức được vị trí của gã sát thủ. Quy tắc luôn ẩn thân khi hành sự cũng được Leon giao giảng lại cho Matilda. Đặc biệt, trong trường hợp phục kích mục tiêu từ vị trí tầm cao, sát thủ luôn luôn phải nằm sát mặt đất, không được để lộ đỉnh đầu và không được bật tấm kính ngắm mục tiêu quá sớm vì nó có thể gây chú ý khi ánh sáng mặt trời dọi vào. Cẩn thận, kín đáo và dứt khoát là phong cách làm việc của Leon, khiến cho ông trở thành một nhân vật sát thủ huyền thoại và kinh điển nhất màn ảnh. Nổi tiếng với những tác phẩm hành động đậm chất máu me, đạo diễn Quentin Tarantino đã đem lên màn ảnh một nàng thơ dị biệt và là một sát thủ khét tiếng trong bộ phim Kill Bill. Beatrix Kiddo là cánh tay phải đắc lực và là một nhân tình của thủ lĩnh hội sát thủ Bill. Tuy nhiên, sau khi cô quyết định rửa tay gác kiếm và kết hôn, Bill đã ra lệnh cho toàn bộ sát thủ tiêu diệt người tình ngay tại đám cưới của Beatrix. Sau khi sống sót một cách ngoạn mục, Beatrix đã lên đường thanh toán nợ máu, trừ khử từng thành viên trong hội sát thủ. Ở cô, ta không chỉ được chứng kiến cơn thịnh nộ của một người đàn bà không còn gì để mất, mà còn là khả năng chiến đấu, danh xứng với thực. Là một học trò yêu thích của Bill, ông đã đích thân chỉ dạy cho Beatrix các kỹ năng ám sát đỉnh cao, đồng thời còn gửi cô cho sư phụ Pai Mei để rèn luyện võ thuật Trung Quốc. Vì thế, các chiêu thức của Beatrix khi giao chiến thường mang phong thái của võ thuật châu Á, vừa cương, vừa nhu, tất cả được kết hợp hài hòa. Beatrix cũng có cho mình một loại vũ khí chí mạng thường xuyên được cô sử dụng, đó chính là thanh katana, được bậc thầy rèn kiếm Hattori Hanzo chế tác. Thanh kiếm đoạt mạng ấy đã theo chân Beatrix từ khi cô bắt đầu vào con đường báo thù hội sát thủ. Đặc biệt, trong trận chiến với đội Yakuza Crazy 88, dù Beatrix chỉ có một mình, nhưng với kiếm pháp Nhật Bản đỉnh cao, nữ sát thủ đã thực sự đóng cả chục bao xác chỉ trong khoảng 10 phút. Khả năng làm chủ vũ khí của Beatrix còn xịn sò tới mức trong trận chiến 1-1 với sát thủ Oren Ishii, người cũng từng là học trò của Bill, Beatrix đã không nâng tình mà chém bay nửa đầu của Ishii cực ngọt. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trong những khả năng vượt trội của nữ sát thủ. Sau quãng thời gian dài khổ luyện võ thuật Trung Hoa, Beatrix còn được sư phụ Pai Mei truyền lại chiêu thức điểm huyệt để làm vỡ tim đối thủ. Kỹ năng này đã được Beatrix áp dụng một lần duy nhất khi cô đối đầu với kẻ thù cuối cùng, thủ lĩnh Bill máu lạnh. Đây vừa là một chi tiết thể hiện sự pha trộn giữa văn hóa Đông và Tây, vừa là một nét ẩn dụ cho việc Beatrix đã thực sự làm tan nát trái tim của nhân tình cũ. Một trong những cái tên mà chúng ta không thể bỏ lỡ mỗi khi nhắc tới sát thủ màn ảnh, đó chính là ông kẹ John Wick. Là một tượng đài trong giới sát thủ, khả năng thiện xạ của John Wick phải nói là vô cùng thượng thừa. Từ các loại súng ngắn cho tới vũ khí tầm xa, tất cả đều như một vật tiêu khiển khi nằm trong tay của ông kẹ.
Tuy nhiên, kỹ năng đặc biệt của John Wick mà chúng mình đang muốn nói tới không phải là thiện xạ, mà là khả năng giết người chỉ bằng một cây bút chì. Đúng rồi đấy, bạn không nhầm đâu. Ông kệ của thế giới ngầm có thể đăng xuất hàng loạt các sát thủ chuyên nghiệp khác với chiếc bút chì được gọt sắc lẹm của mình. Phân cảnh này đã được xuất hiện trong phần thứ 2 của thương hiệu John Wick, khi tất cả các sát thủ trong khu vực đều nhận được tin treo thưởng cho cái mạng của John. Từ đây, gã sát thủ về hưu đã có màn một cho N ngay chốn công cộng. Cho tới khi không có nổi một thứ vũ khí nào, John Wick đã nhanh chóng vơ lấy chiếc bút chì và xuyên thẳng vào lỗ tai của đối thủ. Cái chết đầy đau đớn của sát thủ vô danh thực sự đã gây sốc cho khán giả vào thời điểm phim mới ra mắt. Phân cảnh này không chỉ minh chứng cho khả năng cận chiến đỉnh cao của ông kệ, mà còn là sự ứng biến nhanh nhạy, một kỹ năng mà sát thủ toàn diện bắt buộc phải thuần thục. Bên cạnh khả năng độc nhất vô nhị này, John Wick còn sở hữu năng lực tập trung cực cao độ, minh chứng cho những pha xử lý ngoạn mục chỉ trong gang tấc, hay thậm chí là cưỡi ngựa bắn súng, phi đao chính xác. Là một sát thủ đã rửa tay gác kiếm, nhưng phải công nhận, thân thủ và kinh nghiệm của John Wick vẫn luôn nằm ở top đầu trong giới sát thủ màn ảnh, biến nhân vật này trở thành huyền thoại phim hành động, cũng như là một vai diễn ấn tượng nhất của tài tử Keanu Reeves. Cũng là một nhân vật sát thủ đến từ bộ phim John Wick, Ken được coi là một đối thủ sừng sỏ của ông kệ. Xuất hiện trong John Wick Chapter 4, nhân vật Ken là một gã sát thủ mù nhưng sở hữu khả năng võ thuật cực kỳ điêu luyện, được thủ vai bởi nam diễn viên Trung Tử Đơn. Ta được biết, Ken và John Wick vốn có mối quan hệ bằng hữu, cho đến khi ông bị thành viên của High Table là Vincent Bisset de Gramont ép buộc phải tìm và giết người bạn cũ của mình. Dù đã mất thị lực, nhưng Ken là một trong số ít những người có thể sánh ngang trình độ của John Wick. Ông ta sở hữu cho mình một phản xạ đáng kinh ngạc, có thể ngay lập tức nắm bắt các đòn tấn công của đối thủ và thậm chí có thể né mũi tên trong khi đang chiến đấu với vô số kẻ thù. Song, bạn nghĩ đây đã là cảnh giới của sát thủ mù ư? Không hề. Trong trận đấu súng sinh tử tại nhà thờ Sacré-Cœur, Ken đã bắn trúng cánh tay, bả vai và găm một viên đạn chí tử vào vùng nội tạng của Wick, dù hai người đứng cách xa hàng chục mét. Với khoảng cách xa như vậy, đồng nghĩa với việc thính giác và các giác quan khác của Ken gần như bị vô hiệu hóa. Ấy vậy, kỹ năng thiện xạ cũng như là sự nhạy bén của Ken vẫn vô cùng ngoạn mục. Ken là người bạn, đối thủ và cũng là người duy nhất xứng tầm với John Wick. Khi ở phần cuối của thương hiệu bom tấn này, Ken đã thực sự cho sát thủ bút chì thăng thiên. Không sợ hãi, không lùi bước và đặc biệt là không thể đánh bại. Đây chính là những nét độc đáo của Agent 47 trong bộ phim Hitman 2015. Được chuyển thể từ video game cùng tên, Hitman đã mang tới cho khán giả những thước phim xoay quanh mật danh 47, kẻ được một tổ chức bí ẩn biến đổi gen từ khi còn là một bào thai để trở thành cỗ máy giết người hoàn hảo. 47 là cái tên sát thủ đứng hàng đầu trong công trình nghiên cứu của tổ chức khoa học, khi anh không chỉ có sức mạnh và tốc độ vượt trội mà còn sở hữu khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng. Ở phiên bản phim 2015, mục tiêu mới nhất của 47 là một tập đoàn đang triển khai kế hoạch tạo ra một đội quân sát thủ đột biến gen, có khả năng chiến đấu lớn hơn nhiều so với 47. Đồng thời, đây cũng là chìa khóa để 47 có thể mở ra bí mật về nguồn gốc của anh. Là một sản phẩm của công nghệ khoa học, các kỹ năng của 47 gần như đạt trạng thái tuyệt đối, từ sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ như súng đại liên, súng máy, súng ngắn, cho tới các loại dao, kiếm, kim tiêm. Tất cả kết hợp hài hòa với những môn võ đã được sát thủ rèn luyện đạt đến trình độ bậc thầy là Brazilian Jiu-Jitsu, Karate, Boxing, Pencasilat. Tuy nhiên, có một năng lực ở 47 vượt trội hơn tất cả, đó chính là sử dụng vũ khí bằng cả hai tay cùng một lúc và luôn đạt độ chính xác rất cao. Khi từ trận chiến đầu tiên của bộ phim, ta đã được chứng kiến gã sát thủ dùng hai khẩu súng và triệt hạ toàn bộ quân địch. Sức mạnh từ tay trái và tay phải của 47 là hoàn toàn xuất sắc như nhau, giúp cho anh có thể kiểm soát độ giật của súng một cách nhẹ nhàng. Kinh điển hơn, trong phân cảnh 47 bị kẻ thù vây bắt trên đường phố và vô hiệu hóa chiếc xe Audi RS7 Sportback huyền thoại của anh, 47 đã không chần chừ mà trực tiếp xuống xe chiến đấu với chúng. Với hai khẩu súng lục màu bạc Silver Bowler, 47 đã bắn hạ tới 19 tên lính chuyên nghiệp, đồng thời giải cứu thành công cho nàng sát thủ Katia Vandes. Với nguồn gốc là một bản sao hàng đầu, được đào tạo như một cỗ máy chiến binh, vậy nên không quá khi nói, 47 là cái tên hội tụ đủ những phẩm chất và năng lực siêu việt của một sát thủ. Song, có một sự thật rằng nếu bạn là fan của dòng game Hitman thì phiên bản phim sẽ khiến cho bạn có đôi chút thất vọng. Vì một đặc trưng nổi bật của 47 trong game là khả năng ẩn nấp, cải trang lại không được làm nổi bật trong những thước phim năm 2015 này. Nhưng nếu bạn là một fan của thể loại hành động giật gân thì đừng bỏ lỡ gã sát thủ đầu trọc, xăm mã vạch sau gáy đầy lạnh lùng này nhé! Và đó cũng là nhân vật cuối cùng của bảng xếp hạng ngày hôm nay. Liệu chúng mình có bỏ lỡ cái tên nào hay không và các bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất? Hãy bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!
Way Too Weird, out.